thân nhiễm bệnh lạ đều là có nguyên do. Ông Vương là một doanh nhân chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử. Vì vậy, ông ta thường xuyên phải đi công tác ở Nhật. Một hôm nọ, sau khi ông Dương đến Nhật thì nghỉ tại một khách sạn. Đêm hôm đó, ông ấy bị tỉnh giấc bởi cảm giác bị côn trùng cắn. Cảm giác rất ngứa ngáy, nhưng ông Dương cũng chẳng quan tâm, cứ như vậy dùng tay gãi chỗ ngứa đó. Ơi, thật là ngứa quá đi. Trời ơi, rốt cuộc là bị côn trùng gì cắn vậy? Vài ngày sau, ông Dương đáp máy bay trở về Trung Quốc. Anh ơi, anh về rồi hả? Lần này anh đi công tác có mệt lắm không anh? Mệt thì không có mệt, chỉ là lúc ở Nhật Bản ngủ trong khách sạn, không biết là loại côn trùng gì bò lên cắn. Cảm giác của anh ngứa ngáy vô cùng khó chịu, không phải chứ? Để em xem cho. Trời ơi anh ơi, sao cả lưng của anh lại biến thành như vậy vậy? Em xem cái này không phải là côn trùng bình thường cắn đâu. Anh phải nhanh đến bệnh viện kiểm tra thử coi như thế nào đi anh. Được rồi, phải đi đến bệnh viện kiểm tra thử mới được. Lưng của anh thật sự là ngứa ngáy quá. Tuy nhiên, ông Vương đã đến gặp rất nhiều bác sĩ giỏi, cũng uống rất nhiều loại thuốc thang nhưng đều không có hiệu quả. Cuối cùng, ở sau lưng nổi lên rất nhiều mụn nhọt sần sùi, ngứa ngáy khó chịu. Trời ơi, ngứa chết đi được, ngứa chết tôi rồi. Trời ơi, anh ơi, anh làm sao vậy? Thật là đau đớn thống khổ hết sức. Tại sao mỗi lần lưng cứ ngứa ngáy là phải đều vào sáng sớm hết như vậy chứ? Quá đau đớn, thật là quá đau khổ mà. Tôi ngứa quá. Anh à, em thấy hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa đi anh. Đến bệnh viện thì có tác dụng gì chứ? Chúng ta đã đi nhiều nơi lắm rồi, uống bao nhiêu là thuốc thang, đã hao phí biết bao nhiêu là tiền bạc, mà tình trạng của anh đến một chút biến chuyển cũng không có. Chắc là những cách này đều không phải là biện pháp trị liệu tốt nhất. Hay là chúng ta đi tìm một bác sĩ khác nữa xem sao. Được rồi, thôi thì thử thêm lần nữa vậy. Sáng hôm sau, ông Dương cùng với vợ đến bệnh viện để xét nghiệm. Thế nhưng, cuối cùng, bác sĩ vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của ông. Anh đã biết thế nào cũng là như vậy. Ở bệnh viện, căn bản cũng không thể tìm ra căn bệnh của anh. Chỉ có thể cho một ít thuốc trị ngứa. Đúng vậy, chứng bệnh của anh thật sự là quá kỳ lạ. Tất cả những gì em nói đều là sự thật đó. Mỗi người đều phải nhận lấy tội báo đều là có nguyên do. Giống như A Đông, anh ấy làm nghề giết gà, không biết đã giết biết bao nhiêu là con, cho nên cổ của anh ấy mới sinh ra u nhọt, chảy mủ hôi thối đến như vậy. Anh nghĩ mà xem, thời gian anh ấy giết gà, chỉ cần một dao là đã cắt đứt lìa cổ của nó. Chẳng lẽ bệnh của A Đông phải thật sự chân thành lễ Phật sám hối và phóng sanh thì bệnh mới mau khỏi hay sao? Đương nhiên rồi, vì đây là quả báo mà A Đông đã gặp phải. Bệnh của anh ấy đã đi bác sĩ đều chữa trị không được. Sau này, em dẫn cậu ấy đi học Phật, đến lại Bồ Tát thì mới dần dần có chuyển biến tốt hơn đó. Ông xã à, anh nghe rõ rồi đó. Không ấy, mình thử đi lễ Phật đi anh. Anh từ trước đến giờ không có hành nghề sát sanh thì làm sao có thể gặp quả báo này được chứ? Thà tin là có, còn hơn là không anh à. Thật đúng lúc, gần đây có một ngôi miếu, chúng ta hãy vào đó xem thử. Dạng lần xin đừng tuyệt vọng. Ông Dương à, hay là ông và bà, hãy cùng nhau đi vào ngôi miếu đó thử, hướng đến ngày Quan Âm Bồ Tát mà đảnh lễ thành tâm. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, không biết rốt cuộc con đã làm việc gì sai mà con phải nhận lấy quả báo đau khổ đến như vậy. Hy vọng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi khai thị cho con à. Ngay lúc đó, Dương Tiên Sinh quỳ trước tượng ngài Quan Âm Bồ Tát, đột nhiên trong đầu xuất hiện một cảnh tượng rất rõ ràng. Đó chính là những sự việc vào thời niên thiếu sớm đã bị lãng quên mười mấy năm về trước. Tại sao những con cốc này lại chạy đến đây nhiều đến như vậy chứ? Thật là kinh tởm quá đi. Tụi mày có tránh xa ra khỏi tao hay không hả? Đừng có cản đường tao nha. Có nghe tao nói hay không hả? Tránh xa tao ra đi mau. Chúng mày có bị điếc không hả? Nếu chúng mày không tránh đường, đừng có trách sao tao không khách khí nha. Những cái con cốc đáng ghét này, đồ ghê tởm, mà còn cản đường tao nữa. Hãy xem tao đem chúng mày làm bánh nhân thịt nè. Ôi trời ơi, mẹ của tôi ơi, ba con cốc này sao mà to đến như vậy chứ? Thời niên thiếu của Dương Tiên Sinh, ông không những không biết tai họa bất ngờ sẽ xảy đến với mình, mà trái lại, càng không sợ hãi thì trong lòng lại càng khởi lên tâm sân hận. Được rồi, chúng mày còn dám chạy về phía tao nữa hả? Vậy được rồi, vậy tao sẽ tóm gọn hai con bên cạnh trước. Còn ở giữa to nhất thì để đó sao vậy? Tốt nhất
đem tụi mày giết đi hết cho rồi. Tụi mày còn không sợ nữa hả? Xem nào, xem tao đem chúng mày đem đập chết hết từng đứa nè. Sau đó không bao lâu, sự việc xảy ra khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Con cốc này đã bị bẹp dúm, bẹp đến nỗi ruột gan bị rớt ra ngoài. Máu thịt của con cốc lớn lờ mờ dính xuống mặt đường. Tuy nhiên, nó còn có thể dùng bốn chân bò đi chỗ khác. Nè, nè, việc này là sao vậy? Được lắm, được bạn nhắn. Đời này ngươi lớn, bọn ta nhỏ. Đời sau bọn ta lại tính sổ sổ nợ này. Chẳng lẽ là sự việc này sao? Sự việc này đã quá lâu rồi mà. Ta cũng đã sớm quên mất nó rồi. Hôm nay, sao lại đột nhiên nghĩ lại vậy? Nhất định là Bồ Tát đã khai thị cho ta. Ông xã à, rốt cuộc thì là chuyện gì vậy? Bà xã à, anh nghĩ anh đã tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh rồi. Ngày hôm nay, da phía sau lưng của anh đã phát bệnh, chẳng phải giống như những nốt sần sùi trên da của con cốc hay sao? Đây là bệnh nhân quả, là quan trái chủ tìm đến rồi. Hả? Để sám hối nghiệp chướng. Từ đó về sau, Dương tiên sinh bắt đầu ăn chay, lễ Phật, phóng sanh trì giới, tham gia pháp hội. Dùng công đức này đem hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ. Những nốt trên lưng của ông cũng dần dần tiêu biến hết. Ông xã à, thật là quá kỳ diệu rồi. Từ khi anh biết ăn chay, phóng sanh, lễ Phật, anh cũng không còn bị ngứa nhiều nữa. Mà lưng của anh cũng đã dần dần hồi phục hoàn toàn rồi nè. Đúng vậy, tất cả hành vi tạo tác của ta quan gia trái chủ đều đã nhìn thấy rất rõ. Bây giờ tâm của anh cũng đã hướng thiện, đã thật lòng sám hối. Anh nghĩ họ cũng đã tha thứ cho anh rồi. Điều này thật là quá tốt rồi. Cốc à, cốc à, tôi lúc đó không tin nhân quả nên đã sát hại bọn mày. Loại đại ác này đều đã được bọn mày hóa giải hết rồi. Ta thật sự cảm ơn chúng mày rất nhiều. Namo Amida Phật.
Ami Đà Phật.